Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một bất động sản mặt tiền đường vành đai trong thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, khu Tinh Lửa, chủ tài sản đang có nhu cầu bán. Xin giới thiệu với cô chú anh chị. Bất động sản này với diện tích ngang 5, dài 20, công nhận trên sổ là 100m² thổ cư, kết cấu trệt, 2 lầu sân thượng và có thang máy. Hiện trạng thì đang cho thuê. Về pháp lý thì sổ hồng cá nhân đứng tên hoàn công đầy đủ. Hướng chính của bất động sản là hướng đông. Và hiện tại tài sản này đang được chủ nhân chào bán là 22 tỷ. Còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản, cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 7572 158, số điện thoại của Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị.